Chào anh em nha, đây bữa nay xuống Sóc Trăng quay đoạn nổi tiếng các bạn. Tự nhiên hư luôn rồi. Thấy hư luôn, sao quay không biết. Đây ở đầu nổi tiếng Khánh đi này các bạn. Ăn như quỷ như ma. Ngồi luôn. Tôi cúp đồi luôn rồi. Tôi quay một phim không nổi luôn trời. Ở đây vậy ấy đi gõ hộp số cho quay. Đi gõ hộp số cho nghe nè. Nó sẩm sỉ đen kỳ. Rồi đang tính toán. Bên kia sao YouTube luôn. Chứ 100 khác rồi. Này đội hình TikTok không? Này tầm mấy à? Tầm 8. 85. Tầm 85 anh em. À 7 kg. 88 nè. Phải không? 88. Người này tầm này moly này nhiêu? 3. Tập 3 bự dữ rồi. Đúng rồi. Đo máy tinh anh em. Đây, anh tài xế phải không? Anh tài xế, anh Khang tài xế này các bạn. Khang. Idol TikTok. Idol TikTok không à. Đấy, nó bị muốn nổi mà nghe mất con quỳ không đau đau giò chết mẹ luôn. Nó nói cái này nó bắt tôi quỳ gối này. Hôm nay máy đầu có máy của Idol Khang chạy các bạn. Còn máy của Lôi Thật thì chưa tới anh em. Máy này đang hư cốt, đang nói chung là đang sửa, đang làm tiện cốt gắn vô á. Đây sườn khoan, cái khoan này là cái khoan zin này, cái khoan trong là khoan lô gì các bạn ơi. Cái nó không màu, nó không giống á anh em. Mình dầu thì lo không lo anh em, khỏi nói đi. Hàng này hàng 95 anh em ơi. Hàng 95 mà cây sai xa 93 đó. Đồ Khánh có này, coi dắt ra Đồ Khánh heo review cho anh em coi luôn. Đồ Khánh lên chị máy rồi cho anh em coi. Cuốn 95 luôn nè. Ghê không? Đây là cái máy này bán 499 triệu mà nó hàng cái xa nó cũng bệnh luôn anh em. Anh em thấy không? Bởi vì đồ quá. Đây là mấy cọ nè anh em. Cái này là chân hạ anh em. Chân hạ anh em ơi. Đầu là đầu 688 quy. Ủa, cái này là đầu 60 688 quy. 68G. 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 Máy gin nha thầy. Gin, đặt mà tên gin mà ngốc mở quấy thằng này. Mở dần vô khóa không tuôn luôn. Tại lấy mấy nhám trà cái tấm vô trắng cơ. Bởi vậy. Đó máy u chẹt. Đây chào anh em luôn á, thì nãy giờ mình review cái máy xong rồi giờ mình review đắt nha anh em. Đây là khuôn nè. Khuôn này anh em khỏi chơi rồi. Đây từ qua đây qua miếng cỏ là hai khuôn nha anh em. Chắc chạy được 25, 35. Ba làm với xong khuôn rồi. Bên một bên khuôn đất này nhỏ nhỏ các bạn ơi. Nó vậy. À anh em. À 93 của đồ đây thật ra bánh 90 chắc 2 hàm 95 mà vô chạy đất đó bị lớn gì không nè. Khuôn này nó nhỏ lắm nha anh em. À. Khuôn này chắc cỡ công gữ. Đây là hậu ngáo nha anh em. Hậu ngáo nè, đó. Hậu ngáo này nhập đội với bên Lê Hạt luôn các bạn. Công tấn không? Ở đứng một đây hai đồ các bạn, hai đồ Khánh với hai đồ Hạt đang ở trên máy nè anh em. Phải chạy giống Tây Nguyên thì nó hơi nặng, chạy nó hơi sập nè anh em. Thank you.
đứng quay cho anh em là nó vẽ là nó bự bự á, coi có tốc độ này chị ơi, con này cũng là hơi đứng đồ dạt nhẹ các bạn. Con này nó cũng độ làm đầy đủ đồ cho nó chạy nổi như gì, tốc độ gì chứ không phải trung trong mà chạy gì đâu nha anh em. Gần đồ thì cũng có nói rồi hết trơn các bạn ơi. Chính là chuyện quá ghê. Rồi đây sẽ giặt khuôn mới anh em. Mà đồ lơi hạt chạy thì tốc độ thì nói chung thở vô qua là độ giọt đó, mà thở ra thì nó chạy hơi chậm nha. Đúng rồi, thằng nào muốn ăn tốc độ con này là hơi đuối à. Chạy không nuôi tốc độ của con Khánh đâu nha anh em. Nó ngang cơ với tốc độ của Idol Khánh luôn á, 70 mà 93 con hạt là chạy tốc độ, tính độ nhanh không tính hàm tơ hồng nhỏ nha, là nó ngang cơ với thằng Khánh nó 90 nữa nha anh em. Tốc độ hạt này binh tốc độ nó cũng dữ lắm á, riêng cái hàm siêu to khổng lồ nữa các bạn ơi. Vậy cũng được á, có 11 bao á, ngang hơi nhỏ. Chào các bạn nha, thì bên mình có nhận làm tem cái này nè các bạn, tem gì nè các bạn. Đó. Đây nguyên combo này là 1.200.000 nha anh em. Đó. Thì cái này là mặt nạ ngoài trước nè, cái này là chữ Thái, còn này là dán im, này của anh em tên Thành Lĩ 67D1 tốc độ ngoại đỉnh, cái này không thì